Ngày 22 tháng 10 năm 2024, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 135 về khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, tự sản tự tiêu. Nghị định có 9 ưu đãi mới và có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Theo đó, Nghị định quy định đối tượng áp dụng với nguồn năng lượng mặt trời là công trình xây dựng tại cơ quan công sở, khu cụm công nghiệp, khu chế xuất, công nghệ cao, khu kinh tế và cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình. Nghị định quy định có 9 chính sách khuyến khích mới, trong đó có những điểm đáng chú ý, đó là tổ chức cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực và không giới hạn công suất lắp đặt trong các trường hợp sau. Với các đối tượng lắp đặt thiết bị điện mặt trời có công suất từ 1.000 kW trở lên và bán điện dư vào hệ thống điện quốc gia, thực hiện thủ tục về quy hoạch điện lực và đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực. Điện mặt trời mái nhà được rút gọn các thủ tục hành chính và được hưởng chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành. Công trình xây dựng có lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung đất năng lượng và công năng theo quy định của pháp luật. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thanh toán cho tổ chức cá nhân phần sản lượng điện dư phát lên hệ thống điện quốc gia nhưng không quá 20% công suất lắp đặt thực tế.